xin kính chào quý vị và các bạn trong hôm nay và ngày mai, trên cả ba miền đất nước, thời tiết đều chuyển biến tốt, trời ít mưa, nắng ấm áp trải dài trên khắp phố phường. Tuy nhiên, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm mai 19 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều và đêm mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền, mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, các tỉnh miền Bắc trời trời rét, riêng vùng núi phía Bắc có nơi rất đậm. Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm đầu năm lên núi, cuối năm xuống biển, theo tục lệ cổ truyền phương Đông để có nhiều may mắn và đón lộc năm mới, một địa điểm du lịch hấp dẫn mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay chính là núi Thần Đinh thuộc khu di tích Chùa Non, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Lên núi, du khách sẽ vào chiêm bái ở chùa Miếu, sau đó xuống giếng tiêng lấy nước thánh. Trên núi có nhiều hang động, đặc đập... Những ngày trước áp thấp nóng phía tây phát triển đã đem lại cho khu vực các tỉnh tây bắc trời nắng ấm. Tuy nhiên thì từ đêm mai không khí lạnh tràn về khiến tiết trời khu vực chuyển rét lạnh kèm theo mưa phùn, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ. Tại Điện Biên nhiệt độ trong ngày là từ 20 cho đến 32 độ, độ ẩm 70%. Sapa nhiệt độ về đêm ở mức 12 độ, ban ngày khoảng 23 độ, độ ẩm là 65%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 14 cho đến 20 độ, độ ẩm sắp xỉ 100%. Ở khu vực phía đông bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai trời cũng chuyển mưa và rét. Độ ẩm trong không khí sẽ tăng nhanh so với hôm nay, trời ẩm ướt và trơn trượt hơn. Do vậy, trong quá trình du xuân, quý vị cần lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn. Tại Hà Giang, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 cho đến 20 độ, độ ẩm là 80%. Hạ Long, nhiệt độ trong khoảng 19 đến 22 độ, độ ẩm 85%. Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất ở mức 19 độ và cao nhất là 24 độ, độ ẩm 80%. Còn tại Sầm Sơn sẽ có mưa, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 19 cho đến 22 độ, độ ẩm là 80%. Phong Nha Kẻ Bàng có mưa, nhiệt độ duy trì ở mức 23 đến 26 độ, độ ẩm là 80%. Huế sẽ có mưa nhẹ, nền nhiệt thấp nhất ở mức 21 độ và cao nhất là 29 độ, độ ẩm 70%. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thời tiết có mưa nhẹ và tương đối dễ chịu, thuận lợi cho du lịch. Tại Đà Nẵng, biên độ nhiệt là từ 23 cho đến 29 độ, độ ẩm 65%. Hội An nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 23 cho đến 28 độ, độ ẩm là 70%. Bà Na nhiệt độ ban đêm ở mức 20 độ, còn ban ngày là 26 độ, độ ẩm 70%. Còn tại Nha Trang không mưa, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ, độ ẩm là 70 đến 75%. Mũi Né cũng không mưa, nhiệt độ giao động trong khoảng 23 cho đến 32 độ, độ ẩm là 55%. Vũng Tàu không mưa, về chiều muộn trời còn cảm giác khá oi bức, nền nhiệt thấp nhất ở mức 25 độ và cao nhất là 32 độ, độ ẩm là 55%. Tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày có tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ, đồng thời trời hanh và oi bức với độ ẩm trong không khí duy trì ở mức thấp. Cụ thể tại Pleiku, nhiệt độ duy trì ở mức 15 cho đến 31 độ, độ ẩm là 40%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động trong khoảng 18 đến 30 độ, độ ẩm 43%. Đà Lạt nhiệt độ về đêm là 11 độ và cao nhất 23 độ, độ ẩm 40%. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục với nắng chói trang, độ ẩm giảm thấp và không khí oi bức vào buổi trưa chiều, chiều. Đây cũng là điều kiện và nguyên nhân gây ra nguy cơ cháy nổ cao cho các nhà xưởng, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, thậm chí là ở các khu dân cư khi mà người dân sử dụng điện một cách tối đa để chống lại cái nóng. Tại tây ninh nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho đến 36 độ, độ ẩm là 40 đến 44%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến từ 26 cho đến 32 độ, độ ẩm là 55 đến 60%. Còn tại rừng U Minh thì nền nhiệt thấp nhất ở mức 25 độ và cao nhất là 33 độ, độ ẩm 50% trên khu vực vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, sóng gió ở mức cấp 5. Trong ngày hôm nay, tàu thuyền hoạt động tương đối thuận lợi. Từ chiều ngày 20 tháng 2, gió Đông Bắc sẽ mạnh lên mức cấp 6, giật cấp 7 biển động. Do vậy, trên các tuyến hải trình ra vào đảo và hoạt động du lịch sẽ không được an toàn. Tại quần đảo, trời khá trong xanh, không mưa, nắng xuất hiện sớm và kéo dài đến 5 giờ chiều, nên có cảm giác oi về chiều và đêm. Nhiệt độ là từ 25 cho đến 30 độ, độ ẩm 70%. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, thời tiết có chuyển mây và mưa rào nhẹ, gió đông mạnh cấp 3 cấp 4 tầm nhìn xa trên 10 km. Phú Quốc trời chuyển nhiều mây về chiều, khả năng có mưa nhẹ, nhiệt độ ở vào khoảng 25 cho đến 30 độ, độ ẩm là 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Chúc quý vị có những chuyến đi vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.